AK6 với anh em video review Honda Winner lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ L4 ngay vị trí mặt nạ trước, hoạt động hai chức năng on off và chức năng vaccine. Với video bạn đang xem, vaccine sẽ dùng phiên bản nâng cao. Phần vaccine Winner sẽ có hai phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản nâng cao. Sự khác nhau như thế nào, các bạn sẽ xem rõ trong mấy phút tới đây. Phần trước gắn hai đèn LED bullet 4 bóng và công tắc on off, sử dụng dùng để tắt mở đèn trợ sáng, tắt mở đèn bullet và tắt mở một chức năng, đó là chức năng hazard. Đây, trước tiên đây là phần công tắc bullet, các bạn xem rõ đây là những công tắc dùng để tắt mở những chức năng. Trước tiên là công tắc bullet và đèn bullet của xe. Các bạn có thể đặt ở vị trí như thế này, và các bạn có thể đặt những vị trí dưới mặt nạ như thế này. Trên video các bạn đang xem lúc này là LED bullet. Cái đó là phần công tắc hazard, 4 xi nhan chấp tắt cùng lúc. Khi bạn bật công tắc, 2 xi nhan trước và 2 xi nhan sau chớp đồng thời cùng lúc. Đây là 2 xi nhan sau. Và tất nhiên khi 4 xi nhan chấp tắt đồng thời, tín hiệu báo trên đồng hồ cũng sẽ chớp tắt. Đây là chức năng đèn hazard, dừng để xin đèn, xin lỗi, dừng để xin vượt trên đường. Phần kế đến sẽ là phần L4 hoạt động hai chức năng on off và vaccine. Đây là dùng để công tắc mở, dùng để tắt mở đèn trợ sáng L4. Đây, xem rõ. Và đây là công tắc cốt pha zin đã được thay thế hoàn toàn sang công tắc tắt nắp, tích hợp thêm chức năng vaccine. Và ở phần Winner sẽ có hai phiên bản vaccine, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản nâng cao. Phiên bản tiêu chuẩn, các bạn muốn vaccine được đèn chính, các bạn bắt buộc phải bật công tắc đèn bên này, đó là phần vaccine tiêu chuẩn. Đó, vaccine nâng cao, các bạn không cần bật công tắc đèn này, các bạn vẫn có thể vaccine đá đèn như bình thường. Giờ mình sẽ thuyết trình phần tắt mở đèn trợ sáng là 4 và vaccine. Chức năng on off là chức năng tắt mở đèn, các bạn dùng công tắc phụ bên đây. Bạn xem rõ, khi các bạn tắt mở đèn trợ sáng thì khi đó đèn chính trên xe không sáng. Đây là công tắc dùng để tắt mở đèn trợ sáng. Khi các bạn bật chức năng vaccine thì khi đó đèn chính sẽ nhá đèn cốt và đèn pha, và L4 cũng sẽ nhá chung. Đây là nháy đèn L vaccine và vaccine đèn chính và đèn L4. Và ở video bạn đang xem sẽ là nâng cao, các bạn xem rõ đây là công tắc đèn được tắt hoàn toàn và các bạn vaccine như bình thường. Đây là phần vaccine nâng cao, mình xin nhắc lại. Vaccine nâng cao không cần mở công tắc đèn. Vaccine tiêu chuẩn bắt buộc phải mở công tắc đèn, khi đó mới chức năng vaccine mới có thể được mở. Đối với phần nâng cao, các bạn không cần mở bật công tắc đèn. Buổi tối khi các bạn mở công tắc đèn, các bạn lưu thông, lúc này đèn được mở ở chế độ code. Đây là ngang đèn pha chưa sáng đèn. Các bạn bật vaccine thì khi đó đèn chính sẽ nhá ngang pha và đèn L4. Đây là lúc này buổi tối khi lưu thông trên đường, mở đèn ở chế độ code, đồng thời bật chức năng vaccine. Khi các bạn chuyển qua chế độ pha, lúc này mở đèn ở chế độ pha, ngăn đèn pha đã sáng. Các bạn bật vaccine vẫn nháy đèn L4 và ngăn đèn pha trên xe. Các bạn thấy rõ, đây là chức năng vaccine.
khi bạn tắt công tắc đèn, các bạn mở đèn chợ sáng không, các bạn bật thêm vaccine thì khi đó sẽ nháy ngăn đèn, nhấp nháy ngăn đèn chính trên xe. Khi cả hai đèn không mở thì các bạn vaccine được cả hai. Vừa rồi là phần L4 hoạt động hai chức năng on off và vaccine đá đèn, và phiên bản vaccine tức là phiên bản nâng cao. Các bạn thấy rõ không cần bật công tắc đèn. Đây là điểm khác nhau giữa tiêu chuẩn và nâng cao. Phiên bản tiêu chuẩn các bạn bắt buộc phải mở công tắc đèn này thì các bạn mới có thể vaccine. Đối với phần nâng cao không cần mở công tắc đèn thì lúc đó các bạn có thể muốn vaccine lúc nào cũng được, ban ngày hoặc ban đêm. Video review Honda Winner 150 lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ L4 vào vị trí mặt nạ, hoạt động hai chức năng on off và vaccine nâng cao, phần đèn bolt và phần công tắc hoạt động 4 chức năng, 4 xi nhan chớp tắt cùng lúc, chức năng hazard. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.